Anh mute all luôn nhé. Em để mic này. Hello. Hello everyone. Hello teacher. 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 Yes. Hello. Hello everyone. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello everybody. Hello teacher. Hôm nay bạn chào luôn đúng không? Hello teacher. Hello guys. Yes. Hello teacher. Yes. Hello guys. How many people? Hello everybody. Hello everybody. Hello teacher. Cô Bỉ này này. Hello guys. Hôm nay là một trong hai buổi học sinh sẽ không được tiếp tục học tại lớp. Yes, không là một trong hai buổi chứ hôm nay không. Ok, đây là quy định của lớp mình nè. À, các bạn tự đọc nè trước khi mình vào học. Miss rồi. Quy định cho con nha. Ok. Miss rồi. Miss rồi. Yes, good job. Yes. Miss rồi. Yes. Còn yes. Một cho mình trên một trên trên. Con có cái video hôm bữa Miss nói nhưng mà ba con không biết cách nào đăng lên cái Facebook của ba con hay là Facebook của lớp vậy Miss, Facebook của trường. Facebook cô có nói là Facebook của group ấy, học tiếng Anh cùng đấy. Con. Ok, con sẽ nhớ ra là đăng cái video của mình lên trên cái group đấy. À, cô đang. Đấy, cô sẽ thấy và các bạn sẽ thấy nữa. Ok, con kêu ba là đăng vào trong cái group đấy, sau rồi cô sẽ lên chấm bài cho Châu nha. Ok. Dạ. Okay. Học xong con nói nha cô. Yes, ok. Trả lời. Để thấy rồi mình nói. Ai gọi vậy Bin? Ai điện thoại của mẹ? Yeah, a lot of students already. Nearly 80 students, okay? Yeah. Okay, everybody, remember this, these are the rules of our class, okay? Đây là quy định của lớp mình nè. Khi mà lát nữa vào giờ học này mọi người phải tắt mic cho cô, ok? Và khi nào cô yêu cầu á, khi nào mà cô yêu cầu tắt mic cho cô thì nè. Đây, right here. Khi mà cô yêu cầu các bạn mở mic, ví dụ cô mời đến một bạn nào đi, thì khi cô yêu cầu mở mic thì nó sẽ hiện cái phần này, một trong hai cái này lên cho màn hình của tụi con này. Thì tụi con cứ việc bấm vào cái nút màu xanh cho cô, ok? Các con bấm vào cái nút màu xanh cho cô này. Đó, là ôi, mình mở mic của mình hôm nay là buổi đầu tiên con học nên là con vẫn chưa làm bài tập ạ. It's okay. Sẽ có bài tập ở mỗi buổi cho nên là mình học buổi nào thì mình cứ làm bài tập buổi đấy. Hoặc là con thích làm thêm bài tập cũ mà con coi lại video đó. Con thích làm thêm bài tập cũ thì con cứ nộp lên cho cô. Okay, I will bring you later. Nhưng mà cô sẽ ưu tiên những cái bài tập theo buổi, những cái bài tập mới. Okay. Cho nên là sau buổi học ngày hôm nay mình cũng sẽ có bài tập cho cô. Mọi người cứ việc làm bài tập mới cho cô nha. Okay, two more minutes. Okay, let's wait for two more minutes. Mình đợi thêm 2 phút nữa cho các bạn vào lớp học nha. Hello teacher, hello teacher a lot. Yes, hello everybody. Hello. Hello Minh Châu. Hello Xuân Bách. Hello everybody. Nhớ nên các bạn nhớ nha, khi nào mà cô dặn bạn nào mở mic nè thì các bạn ấn vào cái nút màu xanh cho cô. Okay. So it's nearly not it's nearly 8 p.m. Yes, hello. How can you say chào buổi tối in English? Besides hello, how can you say chào buổi tối in English? You guys remember? Ngoài hello ra thì còn cách nào để tụi con chào buổi tối nhau nè? Chào buổi tối thì mình good nói evening. Evening. Yes, good job, evening. Guys. Evening. Good job. Good evening. Very good. Yeah. Good night. Good evening. Good night. Good night là khi nào mà con chào tạm biệt á, con chào tạm biệt và con chúc mọi người ngủ ngon thì con sẽ nói là good night. Còn nếu mà mình chào buổi tối mà mình xin chào á thì mình sẽ nói là good evening, okay? Good evening, okay?
So I think we can start our lesson today. Okay, it's 8 p.m. So let's start our lesson today. Are you guys ready? Are you guys ready to study today? Who's ready? Yes. We're ready. Yes? Say yes in the chat box for me, okay? Yes. Good. Yes. Okay, good job. Good evening. Yes. Yes, good job. Okay, now... Ừ, bây giờ để cô nói sơ qua về cái quy định trước nha. Cô nói một xíu về cái quy định thôi rồi mình sẽ học ha. Đầu tiên là tụi con sẽ phải tắt hết mic nè. Ừ, nãy giờ thì cô thấy các bạn cũng mở mic nhưng mà không có ồn lắm. Ok, good. Mình không có làm ồn nha. Để mà các bạn ở đây nè. Ở đây còn có những cái livestream đang xem nữa. Cô hỏi các bạn trong lớp. Mình còn có các bạn đắp mic nha cô nữa. Yes, ok. Bây giờ để cô tắt mic mọi người nha. Ok, I will mute everybody. Ok, so cô phải tắt mic mọi người để mà mình các bạn cùng nghe cô rõ hơn. Ok, như vậy là cô sẽ tắt mic các bạn nè. Và cô sẽ yêu cầu, ví dụ cô mời một bạn nào đó đi, thì cô sẽ bấm một cái nút nào đó, thì nó sẽ hiện ra cái phần này cho các bạn nè. Thì các bạn cứ việc bấm vào cái nút màu xanh cho cô, thì các bạn sẽ tự mở mic của mình lên được. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ không được viết bậy vẽ lên trên bảng những cái slide này, để các bạn còn thấy được, các bạn trong lớp cũng như là các bạn ở trên livestream nè, các bạn có thể thấy. Ok, Bảo Ngọc đừng có bấm vào cái phần remote control nha. Ok, bạn Bảo Ngọc hay bị ấn nhầm vào cái remote control, bạn đừng bấm vào nha. Ok, nó sẽ hiện lên trên màn hình ngoài đó. Và tiếp theo là các bạn sẽ giơ tay giúp cô nha. Ví dụ như cô kêu who's volunteer, bạn nào tình nguyện, bạn nào muốn làm bài tập nè, tình nguyện giơ tay lên, thì các bạn không phải là giơ tay trên camera giống cô đâu nha. Các bạn sẽ bấm nút đúng rồi, yes, good job. Các bạn ấn giơ tay là được rồi, ok. Các bạn chỉ việc ấn giơ tay là được, ok. Các bạn ấn cái nút raise hand, có một cái phần nút nữa để cho mình raise hand ấy, thì các bạn ấn cho cô thì cô sẽ nhìn thấy các bạn nào mà ấn muốn làm bài, ok. Tiếp theo là mình sẽ ít chat ở trong khung chat lại, mình sẽ không có chat và nói bậy. Mình sẽ chat cho ví dụ như cô kêu các bạn trả lời câu hỏi đi, thì các bạn sẽ chat cái câu trả lời vào. Ok, bạn Bảo Ngọc có thể giúp cô không bấm vào nút remote control nha. Ok, Bảo Ngọc, can you hear me? Và cuối cùng thì mình sẽ phải nộp bài tập đầy đủ. Các bạn cố gắng làm thật là đầy đủ nha. Ok. Các bạn sẽ cố gắng làm bài tập về nhà đầy đủ cho cô. Ok. Và các bạn nếu mà các bạn không làm bài tập trên 2 buổi học thì mình sẽ không được học nữa. Tại vì có rất là nhiều bạn còn đang coi livestream nè. Các bạn không có được cơ hội vào trong lớp học. Ok. Cho nên là mình sẽ phải nhường chỗ cho các bạn đó. Bởi vì mình phải làm bài tập đầy đủ, mình được ngồi trong lớp học với cô thì mình cố gắng mình làm bài đầy đủ nữa. Các bạn trên livestream cũng vậy, các bạn cũng sẽ có thể làm bài tập và nộp lên trên group thì cô sẽ chấm bài từng bạn một. Ok, so now, ok, wait me, cô bây giờ cô sẽ share bài tập về nhà của nhiều bạn đã làm rồi nè. Mình cùng sửa bài với cô nè. Ok, can you guys see the slide, can you guys see the screen? Mọi người có nhìn thấy màn hình của cô là cái group của mình chưa? Học tiếng Anh cùng con, bạn nào thấy thì nói là yes in the chat box để cô biết nè. Bạn nào thấy rồi nè. Ok, good, good, good. Yes, thank you so much. Yes, ok. Bây giờ cô sẽ random bài của một bạn nha. Thực ra cô đã chấm rất là nhiều bài rồi nè. Bây giờ mình sẽ lựa random bài của một bạn. Ok. Bạn Nguyễn Minh Tuệ Nhi, are you here? Are you here, Tuệ Nhi? Tuệ Nhi có ở đây không nè? Are you here? Nếu mà Tuệ Nhi ở đây thì Tuệ Nhi nói yes cho cô nha. Are you here, Tuệ Nhi? Nếu bạn Tuệ Nhi, Nguyễn Minh Tuệ Nhi ở đây thì cô sẽ chấm bài cho bạn nè. Ok, cô không thấy bạn trả lời. Có thể là hôm nay bạn không có học trong lớp của mình, bạn học ở trên livestream. Để cô xem còn bạn nào nữa nè. Ok, what about Phạm Công Khanh? Bạn Phạm Công Khanh, are you here? Are you in my class today? Khanh có trong lớp của cô hôm nay không nè? Nếu bạn Khanh có ở đây thì bạn ghi yes trong phần chat box cho cô để cô biết nha. Ok, is Khanh here? Bây giờ cô đọc tên bạn nào có thì các bạn cứ nói cô. What about bạn Tố Uyên?
Are you here, Tố Uyên? Are you here? What about Bảo Ngọc? Nguyễn Lê Bảo Ngọc lớp 3. Are you here, Bảo Ngọc? Nếu Bảo Ngọc có đây, bạn ghi vào phần chat box cho cô là yes để cô nhìn thấy tên bạn và cô sửa bài nè. Bảo Ngọc, are you here? Hôm nay các bạn này không vào lớp học cùng mình à? How about Hoàng Lê Nhật Khang? Bây giờ cô mới nhìn thấy. Cô mới nhìn thấy các bạn nhắn nè. Ok, Tuệ Nhi, cô thấy các bạn ghi là Tuệ Nhi có đúng không? Ok, so ok Tuệ Nhi, ok, let me turn on your sound. Ok. Có Nhật Minh và Tuệ Nhi. Ok, ok. Bây giờ thì cô sẽ cho các bạn cùng xem clip của bạn Bảo Ngọc và cô sẽ nhận xét cho bạn Bảo Ngọc nha. Ok. Bạn Tuệ Nhi trước nha. Ok. Mọi người đợi cô nè. Hello everyone. My name is Tuệ Nhi. I'm 9 years old. Ok, tiếng của bạn hơi nhỏ, các bạn cố gắng lắng nghe nha. Ok. In 4-1 class in Hoa Nhân Primary School. I live in Đà Nẵng City. There are 4 people in my family. They are my father, my mother, my younger sister. Các bạn thấy là bạn kể rất là nhiều người trong gia đình mình. Bạn có dùng ngôn ngữ hình thể nè. Color is yellow because it's so bright and. Bạn còn giải thích lý do vì sao bạn thích màu đó nè. I like to eat a lot of fruit. Bạn thích ăn trái cây. Strawberry, watermelon and peach. I love the rabbit very much because it's so cute. Wow. I like to sing and read a book. Every day. Thank you and wow, very excellent. Bạn Bảo Ngọc có một phần bài rất là xuất sắc nè. Bạn trình bày rất là nhiều điều về bản thân. Bạn còn sử dụng ngôn ngữ hình thể nữa. Ok, good job Bảo Ngọc. Bây giờ mình nghe thử bạn Bảo Ngọc làm đọc như thế nào hoặc là hát như thế nào đối với bài Please Can Be Late nha. Ok. To school on time Saturday with her pastor my son. Ok, wait. One more time. Kate can't be late. It's Monday, 7:30. Ok, bạn ở đây bạn nói chưa rõ nè, bạn nói là 7:13. À, nếu mà con nói là 7:13, mọi người sẽ nhầm qua là 7 giờ. Bao nhiêu nè? 13 có nghĩa là 13 đúng không? Là 7 giờ 13 phút. Cho nên mình sẽ nói cho cô là 7:13. Ok, 7:30. Ok, là 7:30. Ok. Bạn Nhi sẽ chỉnh lại cho cô phần này nha. Ok. Still in bed. Her mother sees the clock and says, "Wake up, sleepy head." Yes, good. Go 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 hungry Kay. Hungry Kay. Ok, bạn chú ý cho cô từ hurry. Ok. Hurry Kay. Hurry Kay. Your teeth. The school doesn't wait. No, it's 7:45 and you can't be late. Kate pack her backpack. Okay, her backpack. Cái từ này là cũng nhiều bạn đọc sai nhiều lắm nè. Her backpack. Okay, các bạn cùng nhẩm lại với cô nè. Cái cặp sách của mình á, cái ba lô mình đeo đi học, các bạn sẽ nói là her backpack. 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 Okay, her backpack. No, it's 7:55 and her bus is there. Kay gets on the bus and then she sees that something's wrong. She gets to school on time Saturday with her
pajamas on. Uh-huh, with her pajamas. Mình có bộ đồ ngủ các bạn. Khi mà mình đi ngủ, mình thường sẽ có một bộ đồ để mình mặc đi ngủ đúng không? Thì bộ đồ đấy con sẽ gọi là pajamas. Pajamas, okay guys? Pajamas. Good job, very good Nhi. Very well done, okay? Nhi làm rất tốt luôn. Okay, good job, very good. Các bạn cho bạn Nhi một tràng pháo tay nha. Good job, very good. Rồi bây giờ cô sẽ kéo thêm bài của một bạn nữa nha. À, hồi nãy hình như Công Khanh cũng có ở đây này đúng không? Right, cô thấy các bạn comment có Công Khanh. Bây giờ cô xem thử bài của Công Khanh nha. I am from Vietnam. I am with trees. Khi mình nói là mình học lớp mấy thì con sẽ nói là I am in grade 3. I am in grade 3, okay? My favorite color is white. My favorite hobby is drawing. Drawing, bạn rất là thích vẽ đúng không? My favorite hobby, sở thích của bạn đó. Okay, good job. I am read this song. Okay, bạn sẽ can be late. It's Monday. Okay. Cô thấy cũng nhiều bạn đọc sai chữ là mình sẽ không có đọc là Monday. No Monday, okay? Monday. Các bạn cùng đọc lại với cô, các bạn trên livestream cũng vậy nha. Monday. One more time. Monday, not Monday, okay? Monday là mình đọc tiếng Việt đó, okay? Mình sẽ đọc là Monday. Monday, okay? T. Cat is still in bed. It's still in bed. Kate is still in bed. Có nghĩa là Kate vẫn còn đang ở trên giường đó. I'm see the clock. Cái đồng hồ treo tường của các con này. The clock. Clock. Okay. Khi mà cô phát âm từ nào thì các bạn cứ tự do phát âm theo. Okay. Clock. Okay. Wake up. Sleeping head. Okay, sleepy head. Đây là một cái cụm rất là hay nè. Sleepy head có nghĩa là đồ ngáy ngủ đó. Bạn vẫn còn đang ngủ nướng, bạn chưa chịu dậy, Kate chưa chịu dậy nên là mẹ mới gọi Kate là wake up sleepy head. Sleepy, đồ ngáy ngủ. Okay. Go, hungry Kate. Hurry Kate. Các bạn nhớ cho cô nha. Hurry, nhanh lên nào Kate, nhanh lên nào Kate. Hurry Kate, okay. Hungry Kate. You can be late. Eat your breakfast. Brush your teeth. Spoon bus the what? Okay, cái cụm này các bạn cũng sai nhiều là the school bus doesn't wait. Xe buýt của trường sẽ không có đợi mình đâu. Doesn't wait sẽ không có đợi mình đâu. Bởi vì nếu mình đi trễ là xe buýt sẽ không có đợi mình. Xe buýt sẽ đi đến trường luôn, mình sẽ bị trễ học. Okay. Doesn't wait. Các bạn về tập lại cho cô câu này nha. The school bus doesn't wait. Okay. Now it's 7:45 and you can be late. Take bus perfect time. And she comes here. Now it's 7:45 and her bus is there. Can get off on the bus and then she sees does something wrong. She gets to school on time. Who jam on? Yeah, pajamas. Okay, bộ đồ ngủ của mình. Pajamas. Okay, good job, guys. Very good. Cô rất là xin lỗi bởi vì cô sẽ không thể sửa cho tất cả mọi người ở đây được. Nhưng mà cô sẽ cố gắng tí nữa thì các bạn nộp bài thì cô sẽ nhận xét vào đây cho các bạn để các bạn có thể xem, để bố mẹ có thể xem nha. Okay. Now I think we can start our lesson today, okay? Let's go back to our lesson. So, are you guys ready? Are you guys ready to study? Who's ready? Please say yes in the chat box, okay? Who's ready? Please say yes in the chat box. Các bạn ở trên livestream cũng vậy nè. Các bạn nào đã sẵn sàng? Yes, okay, good job.
À, ở đây các bạn như là bạn nhìn giấy đọc, nhưng mà không sao hết, mình được quyền nhìn giấy đọc. À, cô không có bắt mọi người sẽ phải nhớ đâu, tại vì cũng rất là khó để nhớ. Mình có thể được quyền nhìn giấy, nhìn điện thoại. Ok, bạn nào có thể tự tin không nhìn thì very good job, nhưng mà nhìn thì cũng không sao hết. Ok, yes, a lot of yes here. Ok, good job guys. So now let's start our lesson today. Ok, ok, bây giờ look at the first picture guys. Ok, do it with me. Do with me, ok guys. Đây là hành động gì về mọi người? Mọi người có thể ghi ra cho cô được không nè? Các bạn ở trên livestream cũng như các bạn trong lớp luôn, các bạn thử ghi ra cho cô đây là hành động gì nè. What action is it guys? What action? Và các bạn cùng làm với cô cái hành động này. First picture, bức hình đầu tiên. Ah yes, như bạn thậm chí đã biết luôn nè. Yes, yes, ok. Good job. Yes, a lot of you guys already knew this word. Very good. Okay, let's see. Okay, listen carefully, okay? Listen carefully. Brush teeth. Ah, one more time, one more time. Brush teeth. Brush teeth. Okay, bây giờ cô sẽ đọc lại cho các bạn cùng đọc và cùng làm hành động với cô nè. Mình cùng làm hành động, mình đang đánh răng với cô nè. Brush teeth. Yes, yes, brush teeth. Ok, cô sẽ chỉ các bạn từ này một chút. Thật ra từ này rất là khó nha. Rất là nhiều bạn hay bị đọc lộn là các bạn sẽ bị tắt ra kiểu như là brush teeth. Brush, các bạn chưa đọc nó tròn được đúng không? Thì cô sẽ chỉ cho các bạn nè. Mình sẽ đọc riêng cái âm này trước nè. B với R thì mình sẽ đọc là R, R, R. Các bạn cùng luyện cái âm này với cô nè. R, R, R. Ok, R, R, R. Brush. Có âm sh, sh nè. Brush. Brush. Yes. Cô thấy là cô thì nhìn được khẩu hình miệng của bài bạn. Các bạn đọc được rồi nè. Yes. Brush. Br, br, brush. Ok, bạn nào vẫn chưa đọc được chữ brush thì các bạn đọc cho cô. Đọc cho cô chữ br, br trước. Ok. Brush teeth. Th. Có cái âm th, th ở cuối chữ teeth nữa nè. Ok, brush teeth, brush teeth. Yes, ok, các bạn đã đọc được chưa nè? Các bạn đã đọc được hết từ brush teeth chưa nè? Bây giờ cô sẽ chỉ, bây giờ cứ hai từ thì cô sẽ mời một bạn đọc lại cho cô nha. Ok, sau khi học xong cứ mỗi hai từ thì cô sẽ mời một bạn đọc lại cho cô nha. Cho nên các bạn cố gắng luyện nha. Và đừng quên các bạn phải có giấy với bút nữa để ghi từ vựng lại. Không phải là mình sẽ quên đó. Ok. Don't forget to get your paper and your pen to write down. Ok. Write down the vocabulary. Ok. Đừng quên lấy giấy bút ra để ghi lại nha. Tí nữa sẽ có bài tập về nhà cho các bạn làm đó. Ok. Now one more time. Brush teeth. À, cô thấy bạn Thủy ghi là không nhìn thấy màn hình của cô. Các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không nhỉ? Mọi người có nhìn thấy màn hình của cô không? Ok, cô thấy các bạn ghi có nhấn like, có nghĩa là các bạn có thấy đúng không? Như vậy Thủy có thể thử ok, Trang cũng thấy nè, Huy cũng thấy. Ok, Thủy có thể thử Aura vào lại hoặc là con thử như thế nào đó. Ok, tại vì ở đây là các bạn có thấy nè. Ok, so brush teeth. Good job. One more time. Brush teeth. Ok. Now the second one, bây giờ từ thứ hai mình sẽ làm hành động gì đây? Hành động mình đang ăn đúng không? Yes, mình đang ăn thì mình sẽ làm hành động mình đang ăn. Ok, yes, yes, good job. Như vậy là cái này là ăn gì nhỉ? Mình sẽ nghe thử nè. Eat breakfast. Đây là hành động gì vậy mọi người? Ah, yes, anh nhìn nó là have breakfast nè. Yes, ok, breakfast, good. Thì ở đây mình có thể dùng là eat breakfast. Eat breakfast có nghĩa là con ăn bữa gì nè, ăn bữa sáng đúng không? Ok, các bạn ở trên livestream cũng nhớ là các bạn phải đọc theo nữa nha, các bạn cứ tự do đọc theo nha. Eat breakfast. Ok, bây giờ mình nghe lại một lần nữa cho cô nè. One more time. Eat breakfast. Eat breakfast. Ok, eat breakfast. Okay, now I will invite a friend, okay? Raise your hands, okay? If you want me to call you,
Bạn nào muốn được cô gọi để tự tin đọc được hai từ này rồi thì giơ tay lên nè. Wow, a lot of people, a lot of students. I will invite a friend. Okay, cô sẽ mời bạn Lê Xuân Ngọc Khuê. Okay. Okay, cô đã mời bạn unmute rồi đó. Bạn Ngọc Khuê có thể unmute nè. Yes, hello. Yeah. Hello, okay. Bây giờ cô sẽ hỏi và con sẽ trả lời cho cô nha. Okay, bây giờ mình có ăn sáng thì con sẽ làm hành động cho cô. Rồi con thử nói cho cô nè. Ăn sáng thì con nói như thế nào? Eat breakfast. Okay, good job. One more time. Eat breakfast. One more time. Eat breakfast. Good job. Okay, cô làm hành động cùng cô luôn nè. Ăn sáng nè. Mình sẽ làm hành động mình đang ăn nè. Okay. Good job. Okay, còn đánh răng thì sao, Khuê? Đánh răng thì sao nè? Brush teeth. Okay, con sẽ đọc lại cho cô nha. Brush, có cái âm sh sh ở cuối, con thấy không? Brush teeth. One more time. Brush teeth. Good job. Một lần nữa luôn. Brush teeth. Brush teeth. Good job. Okay, thank you very so much. Thank you. One more. Một bạn nữa cho cô nè. Cô mời cô sẽ mời bạn Thế Vinh. Okay, cô đã unmute cho Thế Vinh rồi đó. Thế Vinh, please. Thế Vinh. Yes. Okay, yes. Thế Vinh đọc cho cô bây giờ con đánh răng thì con nói như thế nào? Đánh răng nè. Brush your teeth. Okay, brush, yeah, brush teeth, good job. Ví dụ đánh răng của mình đi, mình đánh răng mình đi, thì mình nói là brush my teeth. Again, Vinh. Brush my teeth. Good job, yes, very good, yes. Còn ăn sáng thì sao nè? Ăn sáng thì Vinh nói như thế nào? Eat breakfast. Oh, yes, eat breakfast. Good job, Vinh, well done. Thank you, Vinh, so much, thank you. Okay, now the next word, okay guys, the next word. Bây giờ mình đến từ tiếp theo nè. Theo tụi con đây là hành động gì? Tụi con thử chat vào coi cô xem là mọi người nói có đúng không nha. Theo tụi mọi người đây là hành động gì đây? What action is it, guys? Đây là hành động gì nè? What animal can you see? What animal can you guys see in the picture? Ah, yes, a lot of you guys know the word already. Good job, very good. So you have feed cat. Feed cat. Feed cat. Feed cat. Feed cat. Okay, guys. Feed cat. Có nghĩa là cho mèo ăn đúng không? Thì mình có thể làm hành động giống như là mình để một cái đĩa thức ăn xuống đất nè. Mình làm hành động mình để một cái đĩa thức ăn xuống đất cho mèo ăn nè. Okay. Còn nếu mà mình cho con chó ăn thì sao mọi người? Còn nếu mà mình cho con chó ăn thì mình nói như thế nào mọi người? Nếu mà không cho con mèo ăn nữa. Okay. Các bạn nào biết đáp án không nè? Oh yes, good job. Feed the dog. Feed dog. Yes, well done. Good job, guys. Như vậy là tùy đúng không? Các bạn nuôi con gì thì mình cho con gì ăn thì mình sẽ dùng cái chữ feed. Có nghĩa là con cho con vật ăn đó, con cho con nào nó ăn đó. Okay. Yes, good job. Thank you guys so much. Okay, one more time. Các bạn lặp lại với cô nè. Feed cat. Feed cat. Okay, good job. Now next one. What about this action? What is he doing, guys? What is he doing? Can you guys write in the chat box? Các bạn ở trên livestream cũng comment cho cô biết là bạn này đang làm gì nè. What is the boy doing, guys? Bạn nam đang làm gì nè? Yes. Các bạn nào biết nữa không nè? Có nhiều bạn mặc từ wear, take the shoes. Okay, put on clothes. Wow, take the shoes. Mặc quần áo. Yes, okay. Bây giờ cô sẽ có một động từ để nói chung về các việc con mặc quần áo, con mang giày. Mình nói chung về những cái việc đấy thì mình sẽ có là một từ. Get dressed. Okay, one more time. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Okay, các con nhớ là có âm t, t. Okay, get dressed. Get dressed. Get dressed. Có nghĩa là con thay quần áo nè. Okay, con mặc quần áo vào nè. Get dressed. Thay quần áo, thay đồ đó. Get dressed.
Okay. One more time, guys. Get dressed. Mình có thể làm hành động gì đây? Mình mặc áo nè, mình mặc áo khoác, mình mặc quần nè. Okay. Mình sẽ có thể làm hành động đấy nè. Get dressed. Okay. Yes. Okay. Good job. Cô thấy David ghi lại các từ vựng nè. Okay. Nhưng mà con chưa viết đúng được get dressed. Okay. David cố gắng ghi lại cho cô nè. Okay. Bây giờ thì cô sẽ mời một bạn đọc lại cho cô hai từ mình vừa mới học nha. Let's invite a friend who's volunteer. Okay, Ngọc Hà, please. Ngọc Hà, cô vừa unmute cho Ngọc Hà rồi. Yes, Ngọc Hà, are you here? Yes. Good job. Okay, Ngọc Hà, nói cho cô nghe nè. Bây giờ con cho mèo ăn thì con nói như thế nào? Con cho mèo ăn, con nói như thế nào? Feed cat. Good, okay, cat. Có cái âm chờ nhỉ cho cô. Okay, cat. Good job, one more time. Cả từ luôn, feed cat. Feed cat. Good job, yes, good job. Okay, như vậy thì còn mặc quần áo thì sao nè Hà? Mặc quần áo con nói như thế nào? Mặc quần áo là... Miss ơi, có vài bạn nhắn lên không thấy cái chữ được nha Miss. Con có nhìn thấy slide của cô không? Trên slide của cô có nè. Dạ có thấy nhưng mà có vài bạn nhắn trên đây nó hiện lên không thấy được cái chữ Miss. Okay, really? Can you see the slide now? Hà thấy slide của cô rõ hơn chưa? Con có thể tắt cái phần chat đi, okay? Con tắt cái phần chat qua một bên á thì con sẽ nhìn cái slide mình rõ hơn. Đâu Hà có thử nói cho cô nghe nè. Mặc quần áo thì con nói như thế nào? Mặc quần áo. Mặc quần áo là get dressed. Yes, yes. Nhưng mà con chú ý thêm cái chữ dressed. Cũng có cái âm trời nhẹ. À đúng rồi, get dressed. Get dressed. Get dressed. Yes, good job. Thank you, Hà, so much. Okay, well done. Good job. Now one more friend, please. Một bạn nữa. Cô mời một bạn nam nha. I invite a boy, okay? Let's invite Lê Xuân Đức, lớp 5. I just unmute you. Lê Xuân Đức, lớp 5. Hello, Đức. Hello. Okay. Yeah. Okay. So, Đức nói cho cô nghe là cho mèo ăn thì con nói như thế nào? Cho mèo ăn thì con nói là please cat. Okay, con sẽ đọc cho cô là cat. 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 Yes, good job. Một lần nữa cho cô cả từ luôn. Cho mèo ăn thì con nói sao nè? Please cat. Okay, feed cat. Một lần nữa cho cô. Feed cat. Feed cat. Good job, yes, good job. Còn mặc quần áo thì Đức nói như thế nào? Còn mặc quần áo nữa này Đức. Đức nói thử cho cô mặc quần áo nữa nè. Mình nói hai từ luôn. Con sẽ nói là dress. Yes. Okay, get. Get dressed. Get dressed. Yes. Yes, good job. Okay, thank you Đức. Good job, one more. Okay. Bây giờ bạn này thì cô sẽ hỏi bất ngờ trong bốn từ nha, ok? Cô sẽ hỏi trong bốn cả bốn từ nha, ok? Please, Bình Minh lớp 4. Ok, bạn Bình Minh. Bình Minh, cô vừa unmute cho Bình Minh rồi nè. Hello? Can you speak louder, Bình Minh? Can you speak louder? Bình Minh nói to lên cho cô nghe nè. Cô thấy mic của Bình Minh nở rồi nè. Okay, yes, I can see you. Okay, Bình Minh, yes, yes, yeah. Con để cái đấy gần cái miệng của mình á. Đúng rồi, good, good. Okay, bây giờ Bình Minh cô sẽ hỏi bất ngờ. Cô hỏi bất kỳ hai từ nha. Bây giờ Bình Minh nói cho cô nghe mặc quần áo là gì nè. Mặc quần áo thì con nói như thế nào? Bình Minh bị tắt mic lại rồi. Để cô mở mic cho Bình Minh lại nha. Ok, Bình Minh có thấy cô mở mic chưa? Bấm vào cái mic, cái nút màu xanh đó. Ok, yes. Bình Minh mặc quần áo cô nói như thế nào nè? Get dressed. Oh yes, good job. Một lần nữa cho cô. Get
dressed. Good job, Bình Minh. Very good. Get dressed. Good. Ok, một cái nữa nha. Ăn sáng thì sao Minh? Bình Minh nói cho cô nghe ăn sáng. Cô nói như thế nào? Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Yeah, well done. Good job. Good job, Bình Minh. Thank you so much. Ok, thank you guys. Thank you. Ok. Very good. Như vậy là chúng ta vừa học được 4 từ rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ học từ tiếp theo nha. Ok, the next one. Now we move to the next one, okay? So look at this picture, guys. What are they doing? The boy and the girl. What are they doing? Mọi người, hai người này đang làm gì nè? Bạn nam, bạn nữ đang chơi cái gì nè? Các bạn có thể nói cho cô biết nè. À, lúc này thì các bạn có thể nói nè. Các bạn có thể nhắn vào hai bạn này đang làm gì, các bạn có biết không? Hành động gì đây mọi người? Đây là hành động gì đây? Bây giờ mình sẽ cùng nghe nha. Ok, bây giờ mình cùng nghe với cô nha. This one. Play video games. Ok, one more time. Very long, very long. One more time. Play video games. Play video games. Play video games. Play video games. Ok, không phải là games mà là games. Ok, guys. Ok, one more time. Các bạn ở trong lớp cũng như các bạn trên live stream nè. Ok, play video games. Ok, ở đây thì nó sẽ theo kiểu là giống như là con chơi trò chơi điện tử á, thì người ta sẽ thường nói là play video games. Ok, play video games. Play video games. Bây giờ những lúc này là các bạn cùng tập nói với cô nha. Ok, play video games. Mình có thể làm hành động trang chơi điện tử nè. Ok, next one. Các bạn nghĩ là hành động tiếp theo là gì đây? Vươn vai. Vươn vai. À, cô thấy Nhật Khang có đáp án chính xác. An Nhiên cũng có đáp án chính xác nữa. Yes, good job. Very good. This is. Nhưng mà ở đây thì cái từ mà người ta dạy mình hôm nay mình sẽ được học đó chính là wake up. Wake up. Is it familiar, guys? You guys can see this one in Kate Can Be Late. À, tụi con có thể nhìn thấy được cái cụm này ở trong bài hát của mình nè. Tụi con nhớ không? Kate can be late. Wake up. Wake up. À, có nhiều bạn sẽ đọc là wake up đúng không? Nhưng mà mình muốn đọc cho nó trôi chảy, cho nó hay hơn thì mình sẽ đọc là wake up. Wake up. Bởi vì cái chữ wake, wake nó có cái âm khờ, khờ nhẹ ở cuối thì mình sẽ nối vào, mình đọc là wake up. Ok, các bạn đừng bấm vào cái nút ở trên remote control giúp cô nha. Ok, bạn nào để tên là số 111 thì bạn đừng bấm nữa nha, để các bạn có thể học cùng mình nè. Ok, now one more time, guys. Wake up. Wake up. Wake up. Ok, remember, wake up, not wake up. Mình đừng có đọc là wake up, mình sẽ đọc là wake up. Cup. Wake up có nghĩa là thức dậy đó. Ok, now one more time, guys. Ok, bây giờ cô mời một bạn nha. Cô mời một bạn đọc cho cô hai từ này nha. Let's invite Lê Xuân Ngọc Khuê. Ok, Lê Xuân Ngọc Khuê, I just unmute you. Yes, Khuê. Yes. Okay, yes, good. Okay, please, Khuê, please. Thức dậy là gì nè con? Thức dậy, con thức dậy. Wake up. Okay, wake up. Good. Wake up. Wake up. Yes, good job. Đó, vậy mới đúng đó. Okay, wake up. Good job. Thế thì con chơi trò chơi điện tử thì sao? Con chơi trò chơi điện tử thì con play, ấy. Play video games. Yeah, play video games. Okay, games. Nó sẽ hơi nhẹ chứ không phải là âm sờ nữa. Con hiểu không? Play video games. Play video games. Okay, one more time. Khuê một lần nữa nè. Play video games.
Yeah, good job. Thank you so much. Okay, one more. Một bạn nữa cho cô nha. Cô mời bạn Nhật Minh lớp 2, David. David, Nhật Minh lớp 2. Play video games. Okay, yes, chơi điện tử. Con nói là play video games. Good job, very good. Còn thức dậy thì con nói như thế nào? Mình thức dậy con nói như thế nào? Wake up. Wake up. Okay, wow, so good. Good job. Very good. Thank you so much. Okay, cảm ơn nhiều nha. Cô cảm ơn con nhiều. Okay, next one. Đầu tiên, look at the picture, guys. What is she doing? Cô ấy đang làm gì vậy? What is she doing? Doing something with her face. Her face, right? She's doing something with her face. She... Wash face. Đây là hành động rửa mặt, đúng không? Mình sẽ làm như thế này cho cô nè. Rửa mặt. Wash face. One more time. Wash face. Wash face. Wash face. Wash face. Okay, rửa mặt. Okay, wash face. Okay, guys. Okay. Now, this one. I think this one is easy. I think this one is easy for you. I think all of you may know this word. I think all of you may have known this word already. Mình sẽ có, ở đây là mình các bạn đang coi TV, đúng không? Các bạn đang coi TV nè, thì mình sẽ có watch TV. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Okay, ở đây thì các bạn sẽ dễ bị đọc nhầm là watch TV, đúng không? Mình sẽ hơi dễ đọc thành watch TV, nhưng mà mình sẽ không có nhấn âm T, mình sẽ nói là watch TV, nhẹ cái chữ V ở sau á. Watch TV, watch TV. À, cho nên là bạn nào có giữ thói quen là watch TV thì các bạn đổi lại cho cô nha là watch TV, watch TV. Mình lên nhẹ cái chữ V á, okay? Watch TV, okay? Now please invite one more. Cô mời một bạn nha. Cô mời bạn Phạm Khánh Hà lớp 4. Phạm Khánh Hà lớp 4. With four strawberries, yeah. Right? Yes, okay. Okay, Hà, mình xem TV thì con nói như thế nào? It's watch TV. Okay, watch TV, watch TV. Yeah. One more time. Watch TV. Okay, mình nói là TV, mình nói là TV. Mình nên lên cái chữ V á, mình lên cái chữ V á, watch TV. Một lần nữa cho cô. Watch TV. Yes, good job. Còn mình rửa mặt thì con nói như thế nào? Con rửa mặt con nói như thế nào? Is wash face. Yes, good job. Yeah, good job. Well done. Wash face, okay? One more, one more. I will invite Vũ Duy Tùng. Vũ Duy Tùng lớp 5. Okay, Vũ Duy Tùng. Yes. Okay, okay. Bây giờ cô hỏi Tùng randomly. Cô sẽ hỏi Tùng randomly nha. Cô hỏi Tùng các từ bất kỳ nha. Con chơi trò chơi điện tử thì con nói như thế nào? Play video games. Okay, video. Play video games. Video. Okay. Video games. Yes, good job. Còn con rửa mặt thì sao? Con rửa mặt con nói như thế nào? Wash face. Okay, again, wash face. Wash face. Play. Yes, good job. Wash face. Good job, Tùng. Good job. Thank you. Thank you so much. Cảm ơn Tùng nhiều. Okay. One more. Một bạn nữa. Trọng Liêm, please. Trọng Liêm. Hello, Trọng Liêm. Hello. Hello. Okay. I will ask you. Con thức dậy, con nói như thế nào? Con thức dậy thì con nói như thế nào? Wake up. Wake up, good job, wake up. Yes, còn mình coi TV thì con nói như thế nào? Coi TV thì con nói như thế nào? Watch TV. Watch TV. Watch TV. Yeah, TV. Watch TV. Mình hay nhầm là TV, đúng không? Nhưng mà mình sửa lại cho cô xíu là TV, okay? Good job, Liam, very good, okay. Good job, guys. You just have learned four more. Now we move to the last, the two last words. Mình còn hai từ nữa trong bài học của mình ngày hôm nay, okay? Look at the picture. This is the dad and this is the son, right?
Đây là người bố và đây là người con trai nè. What are they doing, guys? What are they doing, guys? Mọi người, yes, when we say play football. Okay, yes, when we say play football. Play football, a lot of play the football. Đối với môn thể thao thì Ngọc chú ý cho cô, mình sẽ không nói là the, mình sẽ không thêm the vào nha. Okay. Cô thấy ở đây nhiều bạn chọn là football đúng không? Okay, good, chính xác đó. Nhưng mà ở đây thì mình ngoài chữ football, mình sẽ có một cái tên nữa, đó là play soccer. Play soccer. Play soccer. Okay. Play soccer. K k. Không phải là soccer, k chữ k đâu, mà là chữ k k. Play soccer. Play soccer. Play soccer. Okay. Play soccer. Okay, guys, play soccer. We remember, khi các con biết từ này là con phải nhớ cho cô là double C. Double chữ cái C lên, có tới hai letter C ở trong từ của mình lận. Các bạn đừng quên nha. Okay, don't forget, okay, play soccer. Now, next one. Đối với từ này thì tụi con có thể làm hành động là đứng dậy mình đá trái banh nè. Mình đứng dậy mình đá trái banh, okay. And this one. What is he doing, guys? What is he doing? Can you guys guess? Yes, of course. Learning, okay, right? Bạn đang học, bạn đang làm bài tập. Yes, okay. So, this is the answer. Do homework. Bạn đang làm bài tập về nhà đó. Do homework. Các bạn nghe lại một lần nữa cho cô nè. Do homework. Do homework. Do homework, okay? Do homework. Làm bài tập về nhà đó. Do homework. Okay. Now I will invite a friend. Okay. I will invite a friend. Nguyễn Hưng. Okay, Nguyễn Hưng. Can you hear me, Nguyễn Hưng? Cô có mời bạn Nguyễn Hưng unmute rồi nè. Nguyễn Hưng, are you there? Okay. Okay, so làm bài tập về nhà thì con nói như thế nào khi mà làm bài tập về nhà? Do homework. Do homework. Okay, do homework. One more time. Do homework. Yes, còn chơi đá banh thì sao? Chơi đá banh thì Hưng nói sao nè? Play second. Okay, play soccer. Soccer. Play soccer. Yes, good job. Yes, one more time. Một lần nữa cho cô. Play soccer. Yeah, play soccer. Thank you, Hong, so much. Yes, correct answer. Đúng rồi. Good job. Một bạn nữa nha. Cô mời. Let's invite Nguyễn Bá Đạt. Nguyễn Bá Đạt, yes. Nguyễn Bá Đạt, lớp 4. Hello. Okay, như vậy thì con chơi đá banh con nói như thế nào nè? Play gì nhỉ? Play foot ball. Football, but this one, còn cái này thì sao? Play soccer. Play soccer. Đang đọc cho cô một lần nữa. Play soccer. Play soccer. Ok, còn làm bài tập về nhà thì sao Đạt? Làm bài tập về nhà con nói như thế nào? Do. Đạt tắt tiếng mất tiêu rồi. Vậy thì cô mời một bạn nữa nha. Ok. Cô mời bạn Dương Minh Châu. Dương Minh Châu. Dạ. Ok. Ok, Châu, please tell me. Con làm bài tập về nhà thì con nói như thế nào nè? Do homework. Do homework. Một lần nữa cho cô nè. Do homework. Do homework. Good, good job. Còn chơi đá banh thì con nói như thế nào? Chơi đá banh nè. Các bạn, cô hỏi hai từ lận nha. Các bạn mới, cô mới hỏi một từ thì các bạn đã tắt mic mất tiêu rồi. Thôi cô mời một bạn nữa nha. Ok.
Có nhiều bạn giơ tay lắm nè. Vân Nhi. Vân Nhi. Hello Vân Nhi. Hello teacher. Ok, con chơi đá banh thì con nói như thế nào? Con chơi đá banh con nói như thế nào? Play soccer. Ok, cái này cũng vậy. Mình sẽ cố gắng mình đọc cho được chữ play. Ok, mình sẽ không có đọc play, mình sẽ đọc pl pl. Con ăn tập cái âm này cho cô nè. Pl pl pl. Yeah, play, play. Play, play. Yeah, yeah, good, good. Play soccer. One more time. Play soccer. Good job, play soccer. Ok, con làm bài tập về nhà thì Nhi nói sao nè? Là cô là do homework. Yes, good job, correct. Do homework. Ok, thank you guys so much. Thank you. Ok, very good, mọi người. Ok, now please, I will give you some pictures, ok? And then you tell me. Các bạn sẽ vừa ghi vào cái phần chat cho cô và sau đấy cô sẽ mời một bạn. Cô sẽ mời một bạn để mà các bạn nói cho cô đó là hành động gì, ok? Look at the first picture, guys, the first one. Đây là hành động gì vậy mọi người? Đây là hành động gì vậy mọi người? Ok, cô sẽ mời bạn Thủy nha. Ok, cô mời bạn Thủy nè. Hello, Peter. Ok, hello. Hello, Thủy. Ok, đây là hành động gì Thủy nói cho cô nghe nè. Get dressed. Get dressed. Good job, Thủy. Well done. Thank you. Get dressed. Một lần nữa cho cô đi. Get dressed. Get dressed. Ok, thank you, Thủy. So much. Thank you. Next one, guys. Cô có nhiều hình. Cô mời bạn. Cô sẽ mời bạn Phương Thảo 4. Bạn Nguyễn Phương Thảo 4A6 nè. Wake up. One more time, Thảo. Wake up. Yes, good job. Thank you. Correct. Các bạn nói đúng hết rồi đó. Yes, okay. Next picture, guys. Next picture. Okay. Next picture, guys. What is it? Ok, cô mời bạn Sang nha. Ok, Sang. Wash face. Wash face. Thank you. Good job. Wash face. Well done. Thank you. Ok, các bạn ở trên livestream cũng nhớ ghi vào comment cho cô biết là cái gì nha. Ok, các bạn cũng sẽ ghi ra cho cô từ đấy là từ gì nha. Bạn nào không được cô mời thì các bạn cứ ghi ra vào trong phần chat để mình coi thử, mình xem đáp án của mình với các bạn có giống không nha. Ok. Next one. What is it, guys? What is it, guys? Can you guys write in the chat box? Okay, let's invite a friend, okay? Cô mời bạn Thanh Vân. Trần Thị Thanh Vân. Cô đã unmute cho bạn rồi đó. Trần Thị Thanh Vân. Okay, can you tell me what action? Đây là hành động gì vậy Vân? Watch TV. Okay, watch TV. TV, mình lên cái kiểu V á sau ấy. Watch TV. Watch TV. Okay, good, good, good job. Next, okay, thank you, Vân. Good job. Next one, guys. Next picture. Đây là hành động gì đây mọi người? Mình đến bạn tiếp theo nha, okay? Cô sẽ mời các bạn tiếp theo nha. Cô mời An Nhiên nè. An Nhiên.
Anh Yin, tell me what action? Play video game. Ah, play video games. Again, again. Play video games. Play video game. Yes, good job. Very good. Thank you so much. Okay, next one, guys. Next one. Can you see, can you guys see the little, oh, sorry, guys. Okay, look at this one. Can you guys see the little cat, the kitten? Đây là hành động gì đây? Cô mời bạn. Okay, cô sẽ mời bạn nào nhỉ? Lê Xuân An lớp 4. Okay, cô mời bạn Lê Xuân An lớp 4. Feed cat. Feed cat. Yes, good job. Feed cat. Excellent. Okay. Okay, next picture, guys. Next picture. What about this one? Let's invite a friend, okay? Cô mời bạn Thu Trang. Thu Trang, please. Eat breakfast. Eat breakfast. Yes. Good. Breakfast. Okay. Thank you. Thank you so much. Okay. Next one. Khi nào cô gọi là tôi sẽ hỏi chỗ này, mình sẽ bấm nhớ nút trả lời. Đó, mình đã có là ít tới sợ đó, chứ nhé. Có ai bấm? Có bấm là gì? Ok, yeah. Next one. Cái to hơn nha. Cái tiếp theo nè. Hành động gì đây mọi người? Ok, các bạn trong lớp mình cùng ghi ra cho cô và các bạn trên livestream cũng comment giúp cô nha, ok? Cô rất là xin lỗi nếu mà có nhiều bạn muốn cô mời nhưng cô vẫn không mời được, ok? Ok, ở trên livestream cũng đang có rất là nhiều các bạn đang theo dõi nè. Ok, ở đây có rất nhiều phụ huynh cũng đang cho các bạn học nè. Em xin chào anh chị Vân Lê và chị Hương Ốc Đỗ. Các bạn thấy là trên livestream của mình có rất là nhiều bạn đang học với mình đó. Ok, cái này là mình sẽ có hành động gì đây? Cô mời bạn Tường Vi lớp 5. Cô xin mời bạn Tường Vi lớp 5 nè. Cô vừa unmute cho bạn rồi đó. Mình có hành động gì ở đây nè mọi người? Tường Vi, are you here? Cô có unmute cho Tường Vi rồi nè. Ok, what about? Yes, yes. Đây là hành động gì nè? Do homework. Oh, yes, do homework. Ok, thank you, thank you. Do homework. Thank you, guys. Very good. Ok, tiếp theo các bạn cũng cố gắng ghi vào cho cô, mình ghi để mình tập viết ra để xem mình có viết đúng không nha. Ok, các bạn vừa ghi và có thể cô sẽ gọi các bạn để mình có thể nói, cái hành động này ra nữa. Ok, cô mời bạn. Hoàng Diệu Linh. Cô mời bạn Hoàng Diệu Linh. Brush teeth. Brush teeth. Excellent. Thank you. Brush teeth. Yes. Ở trong đây cô thấy nhiều bạn biết đúng lắm nè. Ở trong phần chat cũng có nhiều bạn biết đúng nữa. Okay. Good job, guys. Okay. Next one, guys. Next one. This one's so easy. You can see the ball, right? So easy for you guys. I will invite. Okay. Thu Thủy. Okay, Thu Thủy, please tell me. Đây là hành động gì nè, Thủy? Đây là hành động gì nè? Play soccer. Play soccer. Good job. Yes, play soccer. Thank you, Thủy, so much. Very good.
Well done, guys. Okay, now we move to task 2, okay? Mình vẫn không có nhiều thời gian cho nên không sao hết, mình sẽ làm cho cô vài câu trước, okay? Bởi vì đây cũng là một phần quan trọng để cô nói về cái bài tập về nhà của mình. So now let's listen. Bây giờ các bạn phải thật là im lặng để các bạn nghe phần listening nha, okay? You're going to listen. Okay, but first I want to invite a friend. Bây giờ cô sẽ mời một bạn nè. I will invite a friend first. Please, I will invite. Trong số các bạn đang giơ tay thì cô sẽ mời một bạn nha. I will invite. Okay, cô mời bạn. Nguyễn Hoàng Ngân lớp 3. Cô mời Nguyễn Hoàng Ngân lớp 3. Cô đã unmute cho Hoàng Ngân rồi nè. Hello Ngân, hello. Hello teacher. Okay, okay, good Ngân. Okay, here's what you need to do with me. Okay, bây giờ Ngân chú ý cho cô nha. Okay, cô sẽ mở cái đoạn listening cho Ngân nghe. Okay, và các bạn cùng nghe với cô nè. Sau đấy thì Ngân sẽ phải lặp lại. You repeat, Ngân lặp lại cho cô nghe. Okay. So you're going to do number 1 and number 2, okay? Nhưng mà cô sẽ dừng lại ở từng câu. Các bạn cũng vậy, các bạn nghe xong thì các bạn cố gắng coi mình lặp lại được có giống như là mình nghe không nha. Okay? Now let's listen, okay guys. Unit 1. Page 3. Activity 2. Listen. Look at the pictures. Point and say. 1. Wake up. I wake up at 7 o'clock in the morning. Ngân, can you hear it? Ngân có nghe thấy được không nè? Ngân có thể lặp lại cho cô nghe được không nè? Wake up. Rồi gì nữa Ngân? Bạn có nói cả câu đó, bây giờ Ngân nghe kỹ cho cô nè. 1. Wake up. I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up. A cinema. At 7 o'clock. In the morning. Okay, một lần nữa cô đọc cả câu, Ngân cùng đọc và các bạn cũng vậy nha. Okay, các bạn cũng đọc lại thầm theo cô nè. I wake up at 7 o'clock. I wake up in the morning. Okay, one more time. Con đọc từ từ cho cô nghe nè. I wake up. I wake up. At 7 o'clock. Yes, in the morning. That is a morning. Okay, yeah, in the morning. Good job. Okay, thank you, Ngân. Okay, bởi vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình sẽ làm một cái câu một ví dụ như vậy thôi để cô giới thiệu phần bài tập về nhà cho mọi người nữa nha. Okay, so Kaka can see, Kaka có thể thấy ở trên đây là người ta có để thời gian nè. Thì ở đây mình bài listening này mình sẽ nghe vào lần sau ha. Mình nghe ra thử coi là các bạn làm công việc này vào lúc mấy giờ. Okay, thì ở đây, đây cũng chính là phần bài tập về nhà mà cô sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. But we don't have much time, okay? Bây giờ cô sẽ đi vào cái phần bài tập về nhà luôn. Okay, I'm so sorry for everybody. Okay, cô xin lỗi bạn nào mà cô cũng chưa gọi được. Okay, I'm so sorry. Lớp của mình rất là đông nên là cô sẽ không thể gọi các bạn được. Các con có thấy hôm nay học vui không? Hi guys, I'm back. I'm so sorry, guys. Okay, cô xin lỗi các con nha. Okay. Now let me talk a little bit about the homework. Cô nói một xíu về cái bài tập về nhà nha. So the first step, đầu tiên thì tụi con sẽ phải design. Tụi con sẽ vẽ cho cô một cái thời khóa biểu về những cái việc mà tụi con phải làm mỗi ngày. Con sẽ tự thiết kế cho cô một cái thời khóa biểu mà tụi con sẽ phải làm mỗi ngày nè. Okay. Và trong đấy mình có thể vẽ, mình có thể ghi ra cho cô. Đây là cô ví dụ nha. Ok, đây là cái phần ví dụ nè. Ví dụ như cô có A25.
8:25 thì cô ghi ở đây là wake up ha. 8:25 wake up. Rồi 4:20 chiều nè. 4:20 chiều thì cô có là do my homework. Do my homework. Okay? Then 10:30 tối thì cô có là go to bed. Nhưng mà ở đây thì cô chỉ ghi ví dụ 3 hoạt động thôi, nhưng mà tụi con sẽ phải ghi cho cô từ 8 tới 10 hoạt động. Okay? You guys have to design. Các con thiết kế cho cô một cái thời khóa biểu các việc mình làm khoảng từ 8 tới 10 hoạt động. Ừ, phải có thời gian đi kèm với cái việc mà mình làm những cái hồi nãy giờ mình học, tụi con nhớ không? Những cái cụm từ hồi nãy giờ mà mình học đó. You guys remember? Play soccer, rồi watch TV. Đó, những cái đấy đấy, tụi con sẽ ghi vào cho cô. Đó, mình tạo một cái thời khóa biểu cho cô như thế này. Sau đấy, step 2, tụi con record a video. Tụi con quay một cái video. Ok, tụi con sẽ quay một cái video đầu tiên. Mình sẽ khoe cho cô cái thời khóa biểu trước. This is my timetable. Ok, mình có thể dùng câu này cho cô nè. This is my timetable. Ok, sau đấy thì tụi con sẽ nói ra vào mấy giờ thì tụi con làm những gì. For example, cô sẽ làm hướng dẫn nè. Ok, you guys listen carefully. At 8:25, I wake up. Hoặc là cô có thể nói rõ cho cô là vào 8:25 buổi sáng á. At 8:25 in the morning, I wake up. I do my homework at 4:20 in the afternoon. À, các bạn nào có thể biết được cách nói giờ vào buổi để phân biệt giữa buổi sáng, buổi chiều, buổi tối nè thì các bạn nói. Còn các bạn nào không biết á thì mình có thể nói theo kiểu là à, mà 8:00, 10:00, 9:00 gì cũng được. Nhưng mà phải có hai yếu tố cho cô là thời gian nè. At cộng với thời gian, sau đấy thì tụi con nói ra là I wake up, I do my homework, I play soccer. Okay? Guys understand? Các bạn hiểu bài tập về nhà lần này chưa? Bạn nào hiểu rồi thì các bạn có thể nói yes cho cô nè. Do you guys understand? You guys understand the homework today? Okay guys, okay, yes. Cô nghĩ mọi người cũng hiểu đúng không? Okay. Cô có một số cái cụm từ khác để bổ sung để cho tụi con có thể làm bài có thể có nhiều ý hơn nè. Đầu tiên, mình có take a shower. Take a shower là đi tắm nhưng mà tắm vào hoa sen nè. Take a bath là đi tắm mà bằng bồn tắm. Take a nap là ngủ trưa. Eat lunch là ăn trưa nè. Eat dinner ăn tối nè. Và go to bed là đi ngủ nè. Ok, nhưng mà đây là những cái cụm từ thêm vào để bạn nào muốn sử dụng những các việc khác thì các bạn có thể thêm vào. Các bạn nhớ cho cô nha, một ngày một hoạt động từ 8 tới 10 hoạt động trong thời khóa biểu của mình. Sau đấy thì quay video. À, nói cho cô nghe là vào lúc mấy giờ thì tụi con làm những gì. Okay guys, I think you guys all understand, right? Cô nghĩ các bạn hiểu hết rồi đúng không? Yes, okay, good job guys. A lot of yes here. À, các bạn gửi bài ở trên group đó, giống như lần trước bài tập về nhà cũ cũng vậy đó. Đây, cô có cái phần này, cô sẽ chụp gửi cho bố mẹ ở trên group Zalo của mình để bố mẹ hiểu rõ hơn, ok? Cô sẽ ghi lại cái phần này trên cái bài tập trên cái group một lần nữa, ok? Ok, now guys, I think our class, we can stop here today, ok? Now, I will turn on the micro, ok? Your microphone, so that you can say goodbye to everybody, ok? Okay guys, you guys can unmute. Mọi người có thể mở tiếng được rồi đó. Bye bye.
Bye bye mọi người. Mọi người đừng quên là bài tập về nhà nha. Con sẽ thông báo kỹ lại về bài tập trên group cho bố mẹ biết nữa. Và bố mẹ sẽ nói lại cho tụi con thêm một lần nữa. Okay. Goodbye everyone. Good night. Goodbye teacher. Okay, thank you so much. Bye teacher. Cảm ơn mọi người đã học với con. Bye. Yes. Goodbye guys. See you guys next time. Bye bye mọi người nha. Okay, goodbye. Các bạn có thể out ra rồi đấy. Bye bye. Đâu? Hôm nay á. Okay, goodbye. Yes. Bye.